Chị mời. Dạ mời. Mời chị Hạnh. Mời. Đã bao năm rồi không về đi chung đêm ngày cay chờ giờ đôi đưa về có về miền quê hương tuy dương nước chảy còn vương bao niềm thương cho nhân đôi lời dẫu xa muôn trùng tối vẫn còn thương sao là thương nhớ ai muôn thuyền bên người đêm trăng soi đến trời đẹp của nhà hàng khách phải lên tặng quà cho bất cứ ca sĩ nào. Anh cứ còn cảm động anh thật em nè nè thủ trưởng ra lăng quá ta đã mất em đẹp đâu đi đã mất rồi vẫn lạnh lòng. Ai là Huyền My? Dạ em. Tiền gốc 10 triệu, tiền lãi 18 triệu, vị chi là 28 triệu. Định chừng nào trả đây? Dạ em. Dạ em. Ai là Thảo Ly? Dạ dạ em. Nợ gốc là 14 triệu, tiền lãi là 21 triệu, vị chi là 35 triệu. Hả? Sen sen đâu? Là tôi đây. Nợ gốc là... Hôm qua tôi đã nói rồi, tôi không có nợ nần gì ông ấy. Không tin hỏi ông ấy mà xem. Này, giấy trắng mực đen, có cả chữ ký của mày, không cãi được đâu. Nhưng tôi đã trả bằng thứ khác cho ông ấy còn gấp mấy lần rồi. Tao nói cho bọn mày biết, đứa nào trả dù vài trăm hay vài triệu cũng đều được ghi hết vào sổ. Cách đây 4 ngày con Diệu Linh đã trả 9 triệu, vì thế nó chỉ trả thêm 16 triệu nữa thôi. Tôi không biết các anh là ai. Tờ giấy photo đó hả? Cũng chẳng có giá trị gì. Hay các anh hẹn ngày, chúng tôi sẽ đến tận nhà để trả cho vợ con ấy. Đúng vậy, chúng tôi sẽ đến tận nhà trả tận tay cho vợ ông ấy. Phải có chính quyền địa phương chứng nhận là chúng tôi đã trả. Không phải á. Vậy đi. Đúng rồi, đúng rồi. Uống đi. Nhạc chán thế mồ. Có gì hay đâu. Nghe cũng hay mà. Anh, hay là mình đi cà phê nhạc nha. Ở đó có mấy con nhỏ vừa nhảy vừa hát vui quá trời nha anh. Đơn vì anh tổ chức liên quan, sao bỏ đi được. Hoàng như cưng. Hoàng. Mời anh Linh tặng qua cho ca sĩ. Xin được mời được phó. Anh tặng qua rồi. Tới lượt chú. Thay mặt đơn vị lên tặng qua và nói đôi lời đi chứ. Cảm ơn anh. Mày ở đây canh chừng tụi nó.
đừng cho đứa nào trốn thoát. Để tao ra, tao gọi điện cho ông chủ nợ của tụi mày. Bye. Cảm ơn các anh chị ca sĩ và ban nhạc đã cho chúng tôi thưởng thức một món ăn tinh thần rất độc đáo và đầy ý nghĩa. Đặc biệt là ca sĩ Trang Hạ, giọng hát của chị như một làn nước mát đã thách thức trái tim đang khát của đội trưởng chúng tôi. Cảm ơn. Alo. Bọn tôi đách làm đâu, chúng nó cứng đầu lắm. Là đám nào vậy? Là bọn gái nhảy ở vũ trường ông Lê Tươi đó. Bọn nó đòi đến trả nợ cho vợ con ông ấy. Thôi được rồi, tôi đang bận lắm, một chút xong việc tôi tới ngay. Ông định biến bọn tôi thành bọn phạm pháp à? Ông có biết giữ người trái pháp luật là đi tù không? Ông và bọn ông cứ kiếm gì lại rai đỡ đi, xong việc tôi tới liền. Có xu đách nào đâu mà diều. Kêu lo dạy giúp việc mua giùm, chúng tôi thanh toán lại. Sao hơn 10 giờ rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của anh Tý? Chắc còn đang bận uốn ba tất lưỡi với mấy cô em chân dài. Thiền thế, mới vừa nhắc tới anh Tý là anh Tý xuất hiện. Chị Phượng, có chuyện này em muốn xin ý kiến của chị. Chuyện gì? Bình thường thấy anh nhiều mưu lắm mà. Tôi còn phải xin ý kiến của anh mà. Không, lần này thì khác. Em mò tới dịu dàng, đúng lúc bọn gái nhảy vừa về. Em đang nghĩ cách tiếp cận sao cho ra dáng một ông chủ tuyển người, thì lại thấy thằng Sứ và thằng Phê sát thủ đến gặp tụi nó. Hai thằng chó làm gì ở đây? Em cũng không biết nữa, cho nên mới về gặp chị nè. Ba chúng ta tới đây. Tù còn được cho ăn cơm đàng hoàng, mấy ông lấy cái quyền gì mà cấm tụi tôi đi ăn chứ? Ủa, bộ mấy ông tính để tụi tôi chết đói hả? Mấy ông bắt người trái pháp luật, chúng tôi mà kiện là các ông đi tù đó. Tụi mày lấy chữ tù hù tao à? Dù sao tụi này cũng thâm niên ăn cơm tù 10 năm, có ở tù nữa cũng không có ngán đâu. Thôi, đừng nói chuyện tù tội ở đây. Chúng mày muốn gặp người nhà của chủ nợ thì cứ ở đây cắt có. Bọn mày làm gì ở đây? Dạ, bọn em... Dạ... Có người nhờ bọn em đòi nợ giùm ạ. Hay nhỉ. Mới vào đây có dăm bữa nửa tháng mà đã có người tin giùm gớm nhỉ? Không, chị đừng hiểu nhầm. Bọn em chỉ là... Vậy mà hai ông dám tự xưng là người nhà của ông Lê Tươi đó hả? Thế này, chị vô tình đến đây vì việc khác. Mới biết là hai đứa đang đi làm thuê cho người ta.
Công việc này không phù hợp với các chú. Các chú nên về đi. Thì về. Hai đứa này là đệ tử của chị. Chúng nó cư xử lỗ mãng, hay nói gì không phải với các người đẹp. Mong các người đẹp bỏ qua. Vậy các anh chị là ai mà cho người đến đây? Chị thích những người thẳng thắn, xinh đẹp giống như em. Xin giới thiệu với các người đẹp, đây là chị Phượng, chủ quán phở Bắc nổi tiếng ở Sài Gòn. À, quán phở Bắc đó hả? Em có tới ăn rồi, ngon lắm. Thiệt hả? Hèn gì thế em quen quen. Anh đùa vậy thôi. Bây giờ quán phở Bắc đang ăn nên làm ra, cho nên chị Phượng á muốn mở thêm tiệm hớt tóc gội đầu thanh nữ. Ủa, vậy thì anh chị muốn gì ở tụi em? Nói thẳng ra luôn đi, chứ tụi em đói bụng quá rồi, phải đi ăn. Đúng như tí Miu nói, là chị sắp sửa khai trương một cái tiệm massage gội đầu, cho nên là chị rất cần người đẹp như bọn em. Chị vừa nghe tin là vũ trường dịu dàng bị đóng cửa, cho nên chị đến đây là muốn hợp tác với các em. Ủa, thiệt hả chị? Vậy chị tính tiền cho tụi em sao đây? Chị tính theo kiểu Bắc. Tiền lương ấy thì chị sẽ phát vào mỗi tháng. Cơm nuôi 3 bữa, tiền bo các em tự giữ lấy. Nghe cũng được đó, nhưng mà để bọn em suy nghĩ thêm, ngày mai trả lời chị được không? Ok. Bây giờ thế này, chị muốn mời các em tới quán của chị để biết người biết nhà. Ừ, đủ tốt tụi bay, đi thử đi, tao chưa ăn phở Bắc lần nào hết đó. Ok, đến chị Khao. Hôm nay đúng là một ngày hên. Ông già giao cho nhiệm vụ làm quen với tụi thằng Đắc Di, nhưng mà cả tháng nay không biết làm cách nào. Hôm nay là coi như xong. Mấy ông công an á, mấy ông cảnh giác lắm, cho nên anh phải hết sức cẩn thận. Yên tâm đi, tôi biết cái gu của ông Cao Dũng rất mê dân ca, đặc biệt là của nhỏ Trang Hạ. Ngày mai tôi sẽ gửi thẻ VIP của nhà hàng mình cho ông. Alo. Alo. Không xong rồi. Chả biết sao bà Phượng đến đúng lúc tôi đang canh chừng bọn gái nhảy đấy. Còn cho cái đó tới làm gì? Chả biết nữa. Bây giờ nó còn dắt cả bọn đến quán phở Bắc đánh chén nữa. Mẹ nó. Thôi, để ngày mai tính cách khác đi. Quay đầu chị gặp ông già. Dạ. Mà thôi, đi massage đi. Dạ dạ. Vậy gặp ông nó vô cho con chó cái đó bực mình thêm. Ủa, chú không đợi ăn sáng hả? Diệu Linh vừa gọi điện, hôm nay cô ấy trở lại phòng hát, muốn nhờ chú chở cho cổ hơn. Dạ. Vậy sáng nay cháu và Minh Thư sẽ liên lạc với hai quý. Đêm hôm qua chị Trang Hà gọi điện khoe với cháu rằng á, được chủ nhà hàng lơ lửng trả cái xe cao và chăm sóc chú đáo lắm. Anh Chính ra mở cửa giùm tôi. Cháu cứ hỏi chị Trang Hà là hôm qua hai quý đã tiếp ai mà hôm nay lại hào phóng với ca sĩ như vậy. Dạ. Dạ ông chủ đi. Ừ.
Alo. Alo, chị dậy chưa? Chưa. Chưa dậy làm sao nghe điện thoại của em được. Giống chị sao vậy? Không sao. Tối hôm qua vui. Nể quá chị uống chút rượu, cho nên bây giờ vẫn còn chán choáng một chút. Trời đất ơi, chị định bỏ nghề hay sao mà uống rượu vậy? Rượu nhẹ mà em. Với lại mấy đồng chí đồng đội của em khéo mời quá, cho nên chị không nỡ từ chối. Ủa, là ai vậy chị? Thì mấy ông công an bắt tù điểm tệ nạn xã hội ở vũ trường Dịu Dàng đó. Họ được thưởng nên mở tiệc liên hoan. Chị có nói gì với em không? Không, chị nhớ lời em dặn chứ bộ. Vậy thì được. À, mà em có biết gì về anh Cao Dũng đó không? À, em có nghe tên và coi trên báo. Người ta giết chị đội mấy rất nhiều. Ừ, người trong hiền khô mà giỏi ghê ha. Chị Trang Hạ hả? Hả? Cho em nói chuyện với chị ấy với. Ừ, có phần hầm mộ gặp chị nè. Ai vậy? Dạ, em Minh Thư này chị. Minh Thư hả? Dạ. Hôm trước nghe chị hát xong, em về kể chuyện với má. Má em cũng rất ái mộ gương mặt và giọng hát của chị đó. Nhưng má mới chỉ được coi chị trên TV thôi à. Ừ, vậy thì bữa nào em mời má tới nhà chị chơi nha. Dạ, nhưng má em chuyển lời mời chị đến nhà để được tận mắt nhìn chị và nghe chị hát à. Mày thấy không? Ngay cả cái chuyện thu nợ của tụi con nè, mà nó cũng xíu mũi vô. Nó không coi ba con mình ra gì hết đó. Hôm qua thằng Sứ nó gọi điện nó nói làm sao? Miệng ăn tới miệng rồi mà nó còn cướp mất. Chắc nó tức đến tận cổ. Ba hỏi thằng Sứ nó gọi điện nó nói cái gì? Không nói gì. À mà có, nó nói sẽ suy nghĩ theo hướng khác. Đúng là phải suy nghĩ theo cái cách khác. Mà cái cách này á, ba con mình cũng phải suy nghĩ cho cả thằng Sứ nữa. Bà định sao? Lấy độc trị độc. Lấy thằng Sứ trị con Phượng Đê mới là thượng sách. Nhưng cơ bộ nó còn sợ con Phượng lắm. Làm gì nó chưa có chỗ đứng, cho nên mình phải nuôi nó thêm một thời gian nữa. Cũng giống như mình nuôi con Phượng, có vài bữa là nó đã xử thằng Mộc già. Hãy con vẫn tiếp tục thuê thằng Sứ
đòi nợ cái tụi gái nhảy. Bà thấy sao? Con muốn làm gì thì làm. Chỉ có điều là con phải làm sao cho thằng Sứ nó làm cho con Phượng Đê bị chạm đầu rồi nó không lên. Lúc đó hai con hổ đấu nhau, khi đó ta phóng lao xử cả hai luôn. Con mới săn được một thằng thiếu gia rất giàu nhưng mà chưa gài nó được lần nào. Ba chỉ con cách đi. Thì con cứ dẫn nó vào một cái sông nào đó để ba con mặt mũi tính cách nó ra làm sao. Nghe ba đợi lát. Alo, tôi đây. Anh rảnh không? Ok, rất rảnh. Tôi với Minh Thư á tính rủ anh đi chơi, ý anh sao? Được thôi, vậy thì tôi mời hai người tới nhà hàng của tôi nha. Ok, vậy bao lâu nữa? 30 phút nữa đi. Ok. Ok. Con ra nhà hàng nha ba. Ra nhà hàng thả câu. Con chào chú ạ. Chú chở con tới khách sạn Thịnh Dưỡng nha. Công việc hổng giờ sao rồi? Con bị bệnh mấy hôm nghỉ ở nhà, hôm nay con mới đi làm trở lại ạ. Ờ, hôm rồi con nói có chuyện muốn khoe với chú. Là chuyện gì vậy? Chuyện vũ trường Dịu Dàng bị đóng cửa đó chú. Đóng cửa là cháu bị thất nghiệp mà vui cái gì? Tại vì thiệt ra con đâu muốn làm chỗ đó đâu, mấy ông ép quá nên con mới phải làm thôi mà. Như vậy là đúng ý của con rồi phải không? Mà chú, thật ra con cũng lo, chú biết không? Vũ trường đóng cửa mà mấy ông chủ lớn vẫn còn ngoài. Nhiều khi mấy ông tìm cách mấy ông mở lại đi chú. Diệu Linh, có phải anh là người hôm qua gọi điện đòi nợ giúp ông Lê? Đúng vậy. Em ngồi đi. Uống gì không? Không, cảm ơn anh. À, tôi cứ ngỡ cô Diệu Linh bên vũ trường là người khác. Thì anh cũng vừa làm vệ sĩ bên này, vừa đòi nợ cho bên Dịu Dàng đó thôi. Là thế này, tôi mới từ ngoài Bắc vào đây tìm cơ hội làm ăn. Người ta nhờ, chẳng nhẽ mình lại từ chối. Vậy mấy món nợ của tôi anh định xiết làm sao? Thật ra là thế này, vì vũ trường đóng cửa nên người ta sợ bọn làm gái bỏ đi nơi khác mới làm căng như vậy. Còn riêng với cô, tôi chẳng làm căng vậy đâu. Anh nói thiệt hay nói giỡn? Hằng ngày gặp nhau, chẳng nhẽ tôi đi nói giỡn. Vậy anh nói với người ta là tôi khớp nợ lại, rồi từ từ tôi sẽ trả được không? Vậy thôi, tôi cảm ơn anh. Tôi xin phép tôi đi trước. Cảm ơn anh. Dạ anh chị dùng thêm gì nữa à? Mời người đẹp chọn thêm món. Mời. Xin mời. Được rồi. Cá lóc nướng đất sét và tôm hấp. Dạ.
Tối hôm qua tôi cũng thiếu một đoàn khách VIP trong nhà hàng này. Tôi chọn cho họ hai món đó và họ rất thích. Đúng là những người sành điệu của chúng ta thường có chung một ý tưởng. Vô cái đi. Vô. 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 Em nghe đây. Mẹ bắt đầu. Anh coi giùm em kẹo Chelsea em mua tối nay sao anh? Chelsea chấp nửa trái. Sao ông anh ép like tôi quá vậy? Tôi sợ ông anh thất hứa thả Chelsea thôi. Thua cách nào cũng không hối hận. Mặc bao nhiêu? Anh lấy cho em 100 chai Chelsea. Tiền bạc đó với em không thành vấn đề. Ok. Anh cứ ghi đi. Sáng ngày mai anh em mình gặp nha. Anh lại cái đồ đá banh phải không? Anh linh cảm. Tối nay Chelsea sẽ thắng mà. Lúc nào cũng linh cảm. Thôi em đừng cản anh nữa. Mấy trận vừa rồi Chelsea đều thắng. Trong khi đó MU thì lại khi được khi mất. Với lại đêm qua hả, anh mơ lạc về một rừng cờ xanh, mà màu xanh là áo của Chelsea. Chắc chắn sẽ thắng. Tôi thì tôi không thích cá độ đá banh, nhưng nếu cần thì vô sòng bài. Tiền tươi thóc thật. Tôi cũng mấy lần tới sòng bạc rồi, toàn thua không à. Còn nếu như chơi cá độ đá banh mà biết tính toán thì chiến thắng sẽ cao hơn. Chắc là ông đi với những thằng gà mờ. Chứ nếu mà đi với tôi đó hả, những thằng cờ gian bạc lận á, gặp tôi là phải dưới màu. Thôi thôi, cá độ đá banh rồi có lúc bán nhà như chơi đó. Sao em cứ lầu bầu hoài vậy? Đã nói là đừng có cản anh rồi mà. Tối nay anh thua là tại em đó. Kệ anh, em về đây. Minh Thư, Minh Thư. Uống đi. Từ hồi nhỏ đến giờ em chưa bao giờ làm cái trò này á, cho nên sáng giờ khách cứ chơi hoài à. Em ngốc quá. Khách đến đây để nhìn ngắm cái mặt đẹp của em và ngắm cái dáng hấp dẫn của em, rồi sau đó được đôi tay nõn nà của em đấm bóp. Chị nói thật nha, tay của em ấy mà chạm tới đâu chị ngất ngây tới đấy. Huống hồ gì bọn đàn ông. Thì không chị? Thật, 100%. Cảm ơn chị. Chẳng thế mà tiệm mới khai trương buổi sáng khách đã mò tới ầm ầm. Mấy ổng khen gái đây đẹp á. Đẹp thôi chưa đủ mà còn phải biết chiều khách nữa. Ở sàn nhảy ấy, các em muốn chiều người ta cũng khó. Còn ở đây mỗi người một chỗ riêng, cứ thoải mái. Anh, em đứng suốt ngày à, anh cho em ngồi một chút nha. Ngồi như vậy sao đóng bóp được? Ngu bỏ mẹ. Được một em thơm tho như thế, ngồi trên lưng đấm bóp cho sướng bỏ bố. Mày đắt. Ủa, hai anh đi đâu vậy? Đi vô trong này, chỉ để gọi đầu massage thôi, chứ có nghĩ bọn tôi đi đâu. Đi vô massage thì phải mua vé đàng hoàng chứ, tự nhiên cái đi sòng sọc vô vậy. Sen Sen đâu? Sen Sen kẹt khách rồi. Bao lâu thì xong? Ai biết được, tùy theo khách chứ ai biết. Bao nhiêu lâu tôi cũng đợi. Sen Sen là người tình cũ của tôi. Mấy đứa đẹp nó chọn hết rồi, còn mấy đứa dớ dần này phải giảm giá chứ. Giảm sao được,
không được đâu. Để tao ra ngoài xem sao. Tự nhiên đâu sòng sọc vô rồi giảm đâu ra vậy. Mấy anh qua ghế ngồi chờ đi. Mày nghĩ sao tụi tao chờ? Nhìn mặt mày quê một cục như vậy mà mày cũng được làm để tân hả? Cô em nhìn cũng dễ thương lắm. Hay là em lên massage cho anh đi. Được không? Được. Nhưng mà em chưa biết đấm bóp làm sao à nha. Mày đừng có nằm mơ. Nhìn cái mặt của mày là tao muốn xỉu rồi. Nhưng mà mấy ông á, đấm không đấm, gọi không gọi, đi ra ngoài đi. Đứng đây chi nữa. Đi mày. Đi. Ê, mày, con nhỏ kia, mày coi chừng tao với mày. Coi chừng mày, tụi em. Mày hả mày? Ê. Bọn mày muốn gội đầu massage chứ gì? Để đấy, tao đích thân làm cho bọn mày. Bà tưởng bà là ai? Nếu tôi không nể mặt ông bảy, tôi cho bà ra bả rồi. Lão nhỉ. Để tao gọi cho thằng cha bảy. Tao coi nó biết dạy mày không. Nếu không ấy thì để tao dạy. Alo. Ông bảy à? Ông tới ngay cửa hàng của tôi để dạy dỗ lại đàn em của ông. Hỗn quá. Có chuyện gì mà cô Phượng nóng nảy vậy? Cô đưa máy cho tụi nó để tôi chấn chỉnh. Dạ em nghe anh. Dạ. Dạ. Em biết rồi anh. Nè. Cầm. Chị. Em nghe bà chị khai trương tiệm này được mấy hôm. Hôm nay tụi em ghé chơi. Nhưng mà trước khi ghé chỗ chị, tụi này có ghé quán làm vài chai, cho nên ăn nói hơi bị lung tung. Bà chị thông cảm bỏ qua cho. Bây giờ bà chị cho tụi này vô gội đầu massage. Muốn gội đầu massage, ra ngoài mua vé. Ra ngoài mua vé. Mua 2 vé đi. 2 vé cái. Massage tiếp không chị? Có chứ. Riêng chị em phải phục vụ từ 2 tiếng trở lên chị mới sướng. Ôi trời ơi. Mẹ nó. Giờ này chắc con chó đó đang sướng điên lên. Công nhận nó cũng lanh lẹ thiệt. Đúng lúc dịu dàng đóng cửa, nó chớp thời cơ mở ngay cái tiệm hớt tóc gội đầu. Tuyến toàn gái nhảy, vừa đẹp vừa chịu chơi. Hay vài bữa nữa mình trả đủ cái tiệm phù du đó, giống như nó làm ở Lê Lĩnh. Đừng. Làm như vậy á, nó biết ngay là cha con cháu trả thù. Chỉ có cái bọn tứ cố vô thân nó mới làm cái kiểu đó. Còn ba của cháu là doanh nghiệp lớn, trả thù theo cái kiểu chí phèo, nó vừa tiểu nhân. Mà coi chừng xảy ra án mạng như chơi. Hay là mình tiếp tục cho thằng Sứ đòi nợ, dằn mặt cái đám nhân viên của nó. Cũng là một cách, nhưng mà chưa hay bằng cái cách ba cháu nghĩ ra đâu. Không thể theo cách của ba cháu được. Cái thằng Sứ là người cũ của con Phượng. Cho nó mở thêm cửa hàng, hai đứa nó mà hợp tác lại khó mà trị nổi. Chú cũng nghĩ tới điều đó rồi, nhưng mà nhìn cái bản mặt phản chủ của thằng Sứ, chú nghĩ là ba cháu nói đúng. Ba cháu quá già, quá nhu nhược nên mới để cái đám chó điên nó làm càn như vậy. Không, ba cháu không hề già,
không hề nhu nhược. Tới bọn chú đây nè, mà lúc nào cũng phải nghe lời ông răm rắp đó. Vậy thì tùy chú, chú cứ làm theo cách ba cháu đi, còn cháu tính cách khác. Nè, cách gì thì cách, nhưng mà không được làm hỏng việc lớn của mấy chú đó, nghe chưa? Alo. Alo. Dạ nghe ạ. Gọi thằng Sứ lên đây cho tôi biểu. Dạ. Nếu như mà em đừng có ham hố mở vũ trường thì bây giờ chồng em đâu có đến nước tù tội như vậy hả chị? Cô đừng có nói như vậy. Đàn ông có cách nghĩ khác, làm ăn mà không liều mạng á thì bao giờ mới trở thành đại gia được. Em mời anh Bảy ngồi. Ngay như ông Bảy nhà tôi nè, có 20% cổ phần và mỗi tháng được 300 triệu. Cô chú cổ phần 60%, một tháng thu bạc tỷ, hỏi làm gì mà được như vậy? Chị mà không có đem về cho em đồng nào đâu chị. Cô nói sao á? Cô tươi nè, cái nhà cô mới mua, cái xe cô mới sắm, rồi hai đứa con lớn của cô đi học ở tận Canada, tiền ở đâu ra? Nhưng mà anh ơi, em nghe nói ổng nhiều bộ nhí lắm, rồi chưa kể là ổng mướn người để thuê để mướn để kiếm cho ổng con trai nữa đó chị. Miệng lưỡi thiên hạ mà, những người có móng mặt á, dễ bị người ta đập đều lắm. Nói tóm lại á, là cô đến đây để giúp chú ấy thoát tội, hay là cô đến đây để lên án chú ấy? Em nói thiệt với anh chị, ông ở trong tù ngày nào là em mất ăn mất ngủ ngày đó. Cô nói vậy tôi còn nghe được. Tôi gọi cô đến đây làm gì chú ấy? Tôi nói cho cô biết nè, cả tuần nay cha con tôi phải vất vả ngược xuôi mới chấp nối được với mấy ông công an. Dạ. Đang thụ lý cái vụ án này đây nè. Đây nè, cô coi đi, quá đơn ăn nhậu nè, cô giữ đi. Rồi họ có nhận giúp mình không anh? Chưa. Rồi sắp tới anh Bảy tính làm sao anh? Cô á, giờ chuẩn bị một ít tiền để chuẩn bị quà cáp rồi phong bì, rồi đích thân cô á phải bay ra ngoài Bắc để gặp các anh á. Em á hả? Nhưng mà em là đàn bà con gái, sao em mon men tới mấy cái chỗ mà anh mới vừa nói tới được? Cô thử hỏi bà xã tôi coi, chính bà ấy phải ôm cả một đống tiền răng đó để chạy cho tôi thoát khỏi cái án tập trung cải tạo. Tôi với thằng cháu Di chồng con Thảo Ngọc á phải bay ra Bắc 3-4 lần, ăn dăm nằm về ngoài khách sạn á, rồi mới nhờ chú Lý bắt cầu á, mới làm quen được với mấy ông lớn, mới đưa chồng tôi ra khỏi tù đó chứ. Chị ơi, mình tốn nhiều tiền không chị? Không có đáng là bao nhiêu đâu. Còn người là còn của mà. Dạ. Người làm ra của, chứ có phải của làm ra người đâu. Dạ. Thôi, bây giờ cô cứ về đi. Vì chú Lê á, mà vợ chồng tôi không có thiết công thiết của làm gì. Dạ. Ở trong này tôi sẽ giao cho thằng Hai nhà tôi. Dạ. Là tìm cách đưa quà cho mấy ổng. Dạ. Còn ngoài Bắc á, chính tôi sẽ bay ra ngoài đó để gặp mấy ảnh. Dạ. Dạ, việc này trăm sự em nhờ anh chị giúp đỡ vợ chồng em. Nhưng mà anh chị cũng cho em biết là hết nhiêu tiền để em còn lo em chạy nữa chị. À, cô nói vậy là không thiệt lòng. Tiềm lực đất đai tiền bạc của cô chú, anh chị còn lạ gì? Thôi bà đừng có nói nhiều nữa. Tôi có nói trắng ra vậy. Bây giờ cô cứ lo cho tôi 1 tỷ. Tôi sẽ giúp cho cô chú vài trăm triệu nữa. Được không? Một tỷ hả anh?
Trời đất ơi, 1 tỷ em đào đâu ra bây giờ hả chị? Tới 1 tỷ luôn hả? Thôi, nếu cô tiếc 1 tỷ thì cứ để chú ấy ở trong tù đi. Nhưng mà anh Bảy, anh Bảy. Thôi được rồi, để em về em chạy chọt em mượn nợ, em kiếm đủ 1 tỷ. Em về chị. Em chào anh. Trời ơi, ông Lê ơi, ông Lê. 1 tỷ tôi đào đâu ra bây giờ?